Thưa quý vị Dạo gần đây các thông tin tuyển dụng đi làm việc tại Singapore theo dạng hợp đồng tư vấn dịch vụ và hỗ trợ visa đang nở rộ trên mạng. Tuy nhiên, cục quản lý lao động ngoài nước đã chính thức lên tiếng cảnh giác đến người lao động. Hiện nay trên các website của nhiều công ty dịch vụ xuất khẩu lao động xuất hiện thông tin tuyển lao động đi làm việc tại Singapore theo dạng hợp đồng tư vấn dịch vụ và hỗ trợ visa với chi phí từ 50 đến 150 triệu đồng. Các dịch vụ này chào mời các vị trí với điều kiện làm việc và mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, cục quản lý lao động ngoài nước khẳng định Hiện pháp luật Việt Nam không cho phép các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo dạng hợp đồng tư vấn dịch vụ, hỗ trợ visa. Cơ quan này cũng cho biết để sang Singapore làm việc, người lao động Việt Nam phải được cấp visa S Pass hoặc E Pass và được một người sử dụng lao động Singapore đứng ra bảo lãnh làm các thủ tục pháp lý. Trong đó, thủ tục đầu tiên là nộp hồ sơ tại Bộ Nhân lực Singapore để xin thư đồng ý về mặt nguyên tắc IPA.